Thầy hướng dẫn cho các bạn bài assignment của môn cơ sở dữ liệu nha. Bây giờ bài assignment của chúng ta là có tổng cộng 13 câu. Giờ thầy sẽ làm câu đầu tiên cho các bạn. Ở đây chúng ta sẽ phân tích rất là kỹ để chúng ta làm cho dễ. Hiển thị tất cả các mặt hàng, danh sách được sắp xếp theo giá tăng dần. Như vậy các mặt hàng mình xem thử là cơ sở dữ liệu của mình quản lý xuất kho. Các mặt hàng tức là hàng hóa đó các bạn, hàng hóa. Ok. Như vậy thì hiển thị tất cả các mặt hàng mình sẽ select sao? From hàng hóa. Rồi, như vậy chúng ta đã có được câu lệnh đầu tiên và chúng ta thấy là chưa có phần sắp xếp nha. Bây giờ người ta yêu cầu là sắp xếp thì dùng order by, sắp xếp theo đơn giá tăng dần. Như vậy chỗ này các bạn sẽ chọn order by đơn giá. Đơn giá. Như vậy thì tăng dần tức là các bạn sẽ dùng là không có tham số hoặc là ASC nha. Rồi, hoặc là không tham số cũng được. Đó là sắp xếp theo đơn giá tăng dần. Còn nếu bạn muốn sắp xếp giảm dần thì bạn lẽ là DESC thì bạn sẽ sắp xếp theo đơn giá giảm dần. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được câu 1 theo đề là đơn giá tăng dần. Và chúng ta đã hoàn thành xong. Rồi, chúc các bạn phân tích được một cái yêu cầu và hoàn thành bài tập một cách tốt nhất nha.